Tại sao? Tại sao lại đưa tôi đến nơi đây? Tôi muốn trở về cái chỗ cũ, cái ngày mà tôi làm thông môn cho người Pháp. Tôi để dành tiền, tôi nghe tiếng trống gõ ở đâu là tôi chạy ào đến đó. Tôi mua hoa hồng để tặng cho nàng tiên cầm thanh của tôi. Cô cầm thanh có thích bông hồng đỏ. Con xóa. Anh chờ tôi có đâu không? Dữ hôn, tới hôm nay anh có nhiều bận bộ đồ mà tôi đã mua cho anh. Đẹp lắm đó. Tặng cô nè. Ở đâu anh có? Tôi mua. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Biết chứ. Ngày gì? Thôi nôi. Vậy hôm nay là sinh nhật của anh. Chưa có đốt đèn mà thổi thì gì? Vậy thì đốt đèn đi. Tặng cô nè. Tặng quà à? Mỗi lần tặng quà anh nói làm sao, anh nhớ không? Thành kính phân ưu. Không phải, anh nhớ lại đi. Mỗi lần anh xem tôi hát, anh tặng quà và anh nói gì? Tặng cô cầm thanh. Giỏi lắm. Mà tại sao mà hôm nay anh tặng bao nhiêu bông vậy? Ngớp lên. 9 bông. Mà sao có 9 bông hả? Tại vì cô hát rớt hết nhịp, tôi lấy lại hơn cái. Như vậy là anh nhớ nhiều lắm rồi. Sao khóc vậy? Ai chọc hả? Mừng lắm. Nhưng anh Liêm mà. Vậy là không bỏ công. Thời gian qua tôi đã lén chồng chăm sóc cho anh. Nhưng anh Liêm mà. Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng, là lần cho tôi gặp lại. Hãy subscribe.
nghiệp cầm ca, lấy buồn vui cuộc đời làm lẽ sống. Khóc, cười, đau, giận, hằng đêm tôi quá thân trên sân. Đời thường tôi sống bình tâm hôm nay là tôi mang ơn cô mãi mãi. Tôi trở lại cuộc đời dồn giá nhiệt trong quân tiên đàn bầu thiết tha là tấm lòng cô đơn. Từng câu dòng mắt tôi không có tương lai mà chỉ là dĩ vãng. Dĩ vãng đau thương là một dùng kỷ niệm cho tôi một thời để nhớ để. Chúc mừng sinh nhật anh. Từ bấy lâu nay tôi
tan biến tay trời. Em quậy tình trước mắt của tôi. Tại sao nghĩ cảnh mà thấy? Trời ơi, mình ơi em bình tâm mà nghe em nói. Em không thể mối là mình đâu. Anh em anh là người điên mà em buốt lông dài giữa bấy lâu nay. Sao anh nỡ nào đánh đập người ta? Cầm thân mình ơi, bây giờ thì cô lại buông ra những lời nặng nhẹ trước mặt chồng của cô. Cầm thanh ơi, em đã làm cho tôi bị tổn thương. Mình ơi hãy nghe em nói, em không hề có tội. Em đã yêu anh và chung thủy trọn đời. Đúng rồi. Nếu em đối giả thay lòng, trời ơi, em còn sống nữa thì mà làm gì? Cầm thanh, em định làm gì vậy? Buông dao ra, buông dao ra. Em định tự sát à? Em định ôm tất cả tội lỗi vào mình để bao che cho nó có phải vậy không? Em sợ cho nó đau đớn. Em đâu có biết được nỗi đau như gấu ruột sốt gan của tôi khi em chém vào lòng tôi bằng nhát dao ngoại tình vừa rồi. Nhục. Tôi nhục lắm cô Cẩm Thanh ơi. Cô biến tôi thành một thằng đang sống mà như đã chết rồi. Nhục lắm. Mai nhờ bạn diễn viên hạt không có địa chỉ nữa mới biết được điểm hẹn hò này. Chỉ liếc qua thôi, tôi đủ biết ai thù ai bạn. Thì sao? Đây chính là nguyên nhân cô bỏ mặt chồng cô với một vị thượng khách. Dạ không phải đâu mình ạ. Giam cô rồi. Tôi cầu khẩn cho gian sinh cô đêm nay nó quan trọng như thế nào cho sự nghiệp và tương lai của tôi. Cô bỏ mặt tôi vì chuyện đó. Sao cô đối xử tệ với tôi cô Cẩm Thanh? Tại sao vậy? Đã từ lâu rồi thiên hạ đồn đại rất nhiều về cô, nhưng mà tôi bỏ qua tất cả. Bởi vì lúc nào tôi cũng nghĩ cô là một người vợ thật hạnh. Lúc nào tôi cũng muốn sống hạnh phúc với cô. Thiên hạ ai cũng nghĩ là tôi đang hạnh phúc. Trời ơi, làm sao mà có được hạnh phúc trong khi từ ngày cưới cô tới giờ có bao giờ tôi dám đến xem cô dễ gì không? Nhìn cô lả lơi như người này, âu yếm như người khác trên sân khấu. Đây rồi đêm về cô nằm trong vòng tay của tôi, cô âu yếm, cô vuốt ve tôi mà tôi không biết là cô đang thật hay là đang diễn tuồng với tôi. Tôi sợ cô lẫn lộn giữa sân khấu và cuộc đời. Làm sao mà có được hạnh phúc trong khi tôi nghĩ mãi không ra chuyện gì đã xảy ra với cô? Chuyện gì xảy ra với cô khiến cô đứng thất thần như một cái xác không hồn trước nhìn Dương Quang Ba nọ? Nhưng mà bỏ qua hết, bởi vì tôi yêu cô, tôi tha thiết yêu cô Cẩm Thanh ơi. Mãi khi tôi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Tại sao vậy Cẩm Thanh? Tại sao cô chà đạp đến tương lai, đến sự nghiệp của chồng cô, của đồng bào cô để mà nó đi tư tình với vợ tình nhân trong căn phòng xa chồng này? Tại sao cô đối xử với tôi tàn tệ như vậy? Tại sao? Mình hãy nghe em nói. Thật ra em không có gì hết. Em đến đây với anh Liêm chẳng qua là gì tại lương của cô vừa đánh rơi đi phô bày ra cái sự lăng loạn lỉ thỏa của cô. Cẩm Thanh ơi, cô đúng là một con đĩ mà cô
bà nhất hạnh nhất trong đời mà tôi được biết. Anh muốn đánh đập đâm chém đâm giết gì tôi cũng được, nhưng anh không được xúc phạm đến Cẩm Thanh. Cô ta không phải là đĩ mà là người đàn bà nước hạnh cao quý nhất trên đời. Cẩm Thanh ơi, chính tôi đã giết hạnh vô cùng ở thu rồi, tại sao không để cho tôi điên mà là tôi điên để không nhìn thấy những bất hạnh. Nói với tôi là hắn điên, hắn điên cái chỗ nào đâu. Có lẽ trước đây anh là một người điên, nhưng bây giờ là giờ phút cho anh tỉnh lại. Anh mới tỉnh lại anh biết anh là người chiến thắng, vì tâm hồn của cô ấy đã mãi mãi thuộc về anh rồi. Trời ơi, tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Tôi là kẻ chết dần mòn với trái tim đau khổ, vì mãi mãi em đã không thuộc về anh. Cẩm Thanh ơi, anh yêu em là sẽ hiểu được em, sau tâm hồn đào hát lấy mang nhiều giá. Không giả dối lòng lừa mà đó là sự thật. Dũng ơi, anh sai lầm khi đánh mất Cẩm. Đây là người đàn bà đức hạnh phải không? Để tôi nhìn kỹ cái đức hạnh lang chạ này thử coi. Anh không được xúc phạm đến nhân phẩm của người ta. Nếu không anh đừng trách tôi nghe chưa. Nghe chưa? Bây giờ thì nhân tình của cô đã ra mặt binh vực cho cô rồi đó. Nó còn đòi đánh tôi, nó hăm dọa tôi nữa nè, cô nghe không? Định hát một anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà ông bạn ơi, nhìn kỹ lại con. Ông bạn nhìn kỹ cái con đàn bà này, có đáng cho hai thằng đàn ông chúng ta đôi co sâu sát gì đó hay không? Thích lắm bạn. Thích thì nhiều. Yên tâm, không tốn một xu. Cho không anh đâu. Đức hạnh, người đàn bà đức hạnh của các loại đàn ông. Đây là lần cuối cùng, cô đừng bao giờ cho tôi nhìn lại cái khuôn mặt dơ bẩn của cô nữa. Trời ơi, tôi mất tất cả rồi, mất tương lai, mất sự nghiệp, mất vợ, tôi mất hết rồi. Mất hết rồi. Cô Cẩm Thanh, cô tin là cô, cô đừng có khóc nữa. Cẩm Thanh à, cô nghe lời tôi, cô đừng có khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi. Không có sao đâu. Tôi có lỗi với chồng tôi.
hồn thanh đồng. Hắn hứa sẽ cho đoàn tiếp tục hát với điều kiện là tôi phải ở đó hát và đối ẩm với hắn thâu đêm thì hắn mới cho đoàn tiếp tục hát. Sao cô có biết không, đêm ấy tôi có nghe tiếng la của cô. Tôi chạy vào nhưng bọn lính canh nó không cho vào, nó còn đánh đập tôi. Tôi vào không được. Cảm ơn cô đã giúp cho tôi lấy lại trí nhớ và mọi niềm tin. Tâm lòng cô trong sáng và cô nhân hậu quá, cô Cẩm Thanh à. Làm gì vậy cha nội? Trời ơi, đứng dậy đi. Nè nè, đứng dậy. Không làm gì hả? Tụi trong đoàn nó thấy được hả? Nó chửi tôi chết, làm gì phải lại, làm gì phải muốn vậy nè. Mà có muốn hay được bằng tôi không mà muốn? Hãy coi tôi muốn nè. Biết ta là ai không? Hả? Cô Cẩm Thanh. Ta là con của má ta. Má ta là con của ngoại ta. Ngoại đuổi má con ra khỏi nhà. Trời ơi, ngoại không có cho vô đi hả? Có ai đây không? Bình tĩnh đi cô Cẩm Thanh. Trời ơi, có ai đây không? Để con hát bội làm đào cho má thôi. Cô Thanh à, cô bình tĩnh lại đi. Cô Thanh, ông ơi, tôi lại không? Trời ơi, ông ơi, tôi gian lại không? Không phải, cô Thanh ơi, tôi là Liêm. Không, tôi đâu có chịu đâu. Tôi là Liêm mà. Tôi không có làm đào tránh đâu nha. Làm đào của cũng được nữa. Má, không được làm vậy. Cô bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Tôi là Liêm. Không phải đâu, cô Thanh ơi, tôi là Liêm, cô bình tĩnh lại. Tôi xin ông cho tôi tiền. Rồi tôi muốn tôi hát một tháng trời cũng được. Đem về cho má tôi. Tôi bệnh mà. Có ai đây không? Sao không qua hết như này trời? Má sao? Bình tĩnh lại, cô Cẩm Thanh à. Bệnh hả? Hả? Má ơi, má. Cô Thanh ơi. Có ai không? Trời ơi! Trời ơi, có ai không hả trời ơi? Có ai không?
Cẩm Thanh, Cẩm Thanh ơi, Cẩm Thanh. Tỉnh lại đi em, Cẩm Thanh à, tỉnh lại đi. Anh là Dân Hạc nè, anh là Dân Hạc nè Cẩm Thanh. Cẩm Thanh ơi, em tỉnh lại đi. Em không thể nào đi vào tối quên được. Em hãy nhớ, nhớ những nhọc nhằn mà anh và em đã từng trải qua đó. Em nhớ đi em tỉnh lại đi. Em ơi, khán giả đang chờ em về để diễn kìa. Anh em ở trong đoàn đang chờ em về đó Cẩm Thanh à. Em ơi, mình chỉ còn diễn một đêm diễn cuối cùng thôi. Ngày mai này đoàn Tân Tảnh Vang không có còn đâu. Mà nhà tòa soạn báo Sài Gòn mới anh Dũng không có còn nữa. Mình chỉ diễn đêm diễn cuối cùng thôi Cẩm Thanh à. Anh Cẩm Thanh, Cẩm Thanh vẫn mãi mãi là Cẩm Thanh. Em vẫn mãi mãi là Cẩm Thanh à. Anh Dân Hạc, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đêm nay là đêm cuối cùng? Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Tên Quang Ba ra lệnh đuổi đoàn tụi tôi ra khỏi Sài Gòn sau đêm nay rồi. Đêm nay là đêm diễn cuối cùng của tụi tôi thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ hát một suất hát hay nhất trên đời của mình luôn. Phải không Cẩm Thanh? Chim sẻ sẻ. Cẩm Thanh mà cô đừng có như vậy mà cô Cẩm Thanh. Cẩm Thanh. Bà ngoại đẻ. Em tỉnh lên đi Cẩm Thanh. Bà đẻ mình. Em đừng có như vậy mà. Khán giả đang chờ em về để diễn kìa. Cẩm Thanh, tỉnh lại đi. Anh em trong đoàn đang chờ em về đó. Chắc chưa? Không, anh Thanh, cổ phải là Cẩm Thanh. Cổ là Quyền Trân. Là Quyền Trân, anh hiểu không? Quyền Trân! Gọi nữa đây nè, anh còn tiếp nữa đây nè. Gọi thêm nữa nè. Quyền Trân! Chị Quyền Trân! Chậm chậm thuyền quá, chờ khắc chúng này theo dây. Khắc chưa? Quyền Trân! Tại sao đưa tôi đến đây? Tôi muốn trở về cái chỗ cũ, cái ngày mà tôi làm thông ngôn cho người Pháp. Tôi để dành tiền, tôi nghe tiếng trống gõ rồi tôi chạy ào tới đó, cái tôi mua bông hồng tôi tặng cho nàng tiên Cẩm Thanh của tôi. À, bông hồng. Bông xóa. Bông xóa. Chờ tôi bao lâu không? Dữ không? Tới hôm nay anh mới mặc bộ đồ mới mà tôi đã mua tặng cho anh. Tặng cô nè. Cảm ơn anh. Ở đâu anh có vậy? Thì tôi mua. Giỏi quá ha. À, anh biết hôm nay là ngày gì không? Biết chứ. Ngày gì? Thôi nồi. Bảy. Hôm nay là sinh nhật của anh đó. Chưa đốt đèn mà thổi cái gì? Vậy thì đốt đi. Tặng cô nè. À, tặng cho tôi hả? Tặng cho tôi thì nói sao nè? Thành kính phân ơn. Bảy, anh nhớ lại đi. Hồi đó mỗi lần anh xem tôi hát á, tặng tôi thì anh nói sao? Bây giờ anh nhớ đi nè. Tặng cô Cẩm Thanh. À, giỏi lắm. Mà hôm nay anh tặng bao nhiêu bông vậy? Nớp lơ. Mà tại sao lại có chín bông hả? Tại hôm qua cô rớt lên nhịp, cô lấy lại một cái. Vậy là anh nhớ nhiều lắm rồi. Sao khóc vậy? Ai nghiếp hả? Tôi mừng quá. Vậy là không bỏ công thời gian qua, tôi lén chồng chăm sóc cho anh. Anh đến đây đã cuối đường, nên hôm nay là lần chó đời kể sĩ nghiệp cầm cá lấy buồn cuối cuộc đời làm nghệ thuật. Khóc cười đã
chân. Hằng đêm tôi qua thân trên sân không anh ơi, cô hãy vui lên mà đọc tròn hết những ý nghĩa của vở tuồng trên sân khấu. Tôi bình tâm hôm nay là mang ơn cô mãi mãi. Tôi trở lại cuộc đời dồn dã nhịp trong quân tiên đàn bầu thiên tha là tấm lòng cô đó. Từng câu giọng cố buồn làm tôi thêm cầm mi thanh cho đến muôn đời. Tôi phải sống sao đây với những tháng ngày trong vắng. Trước mắt tôi không có tương lai mà chỉ là dĩ vãng đau thương của một người dùng kỷ niệm cho tôi một đời. Sinh nhật anh. Bây giờ anh thổi đèn đi. Giỏi lắm. Ý, không phải, đây nè, có con dao nè. Mà em vô công chạy giữa bay lâu nay.
giờ cô lại buông ra những lời nặng nhẹ. Trước mặt chồng của cô còn binh vực cho tình nhân. Phải đâu? Cẩm Thanh ơi, em đã làm cho anh đây bị tổn thương. Mình hãy nghe em nói. Còn nói gì nữa? Em không thể có tội. Em đã yêu anh và sẽ chung quy trọn đời. Đủ rồi. Nếu đổi dạ hai lòng thì em còn sống nữa mình làm gì? Buông dao ra, buông dao ra. Cô làm gì vậy? Định tự tử à? Định quyên sinh à? Cô ôm hết tội lỗi về mình. Cô định chết thay cho tình nhân phải không? Dạ không, không phải mình ơi. Cô lo cho nó đau đớn. Cô đâu có biết được nỗi khổ đau như gấu ruột xé gan khi tôi chém vào lòng tôi bằng nhát dao ngoại tình vừa rồi. Không phải đâu mình. Nhục. Trời ơi, tôi nhục. Nhục lắm Cẩm Thanh ơi. Mình ơi, mình nghe nói. Nỗi nhục này biến tôi thành một người đang sống mà như đã chết rồi. Mình ơi, mình hãy bình tĩnh mà nghe em nói. Cần gì giải thích nữa? Cô khỏi giải thích. Cũng may nhờ anh bạn Điểm Nhân Hạt của cô điềm chị nên tôi mới biết điểm hẹn hò lý tưởng này. Chỉ một gì liên qua thôi tôi mới biết ai thù ai bạn. Không. Thì ra đây là nguyên nhân khiến cô bỏ mặt chồng cô với vị thượng khách. Không phải đâu mình ơi. Tôi cầu thận tôi gian xin em rồi. Tôi nói mình ơi, đêm nay nó rất quan trọng với anh. Đây là cuộc gặp mặt rất quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai, đến sự nghiệp của anh. Bỏ mặt mình ơi. Bỏ mặt đến đây đi hẹn hò với tình nhân. Tệ quá. Đối xử với tôi tệ quá Cẩm Thanh ơi. Mình tệ ơi quá. Mình hãy nghe em nói. Mà em biết nói gì chứ mình. Được hiểu toàn bộ sự thật đấy. Thiên hạ đồn đại rất nhiều chuyện cô, nhưng tôi tuyệt không tin. Bởi vì trong lòng anh, em luôn là một người đàn bà đức hạnh. Anh đã sống hạnh phúc bên em. Anh sống rất hạnh phúc bên em. Mọi người nhìn vào, ai cũng tưởng chúng mình rất là hạnh phúc. Một cô đào hát nổi danh sánh hôn cùng với một chủ bút tòa sản. Nhưng mà lầm. Lầm hết rồi. Làm sao mà có được hạnh phúc? Bởi vì từ ngày cưới em đến bao nhiêu giờ, có bao giờ anh dám giờ ngồi dưới làm khán giả chứ coi em hát đâu. Nhìn em lạ lơi với anh chàng này, rồi âu yếm người đàn ông nọ. Không mình ơi, mình đêm ơi. Về nằm trong vòng tay của anh mình ơi. Em âu yếm em vuốt ghê anh mà đâu biết em đang sống thật hay là đang diễn tuồng với anh nữa mình. Làm sao mà sống được hạnh phúc? Lúc nào lòng anh cũng dằn vặt mới nghĩ không ra chuyện gì đã xảy ra với em. Thì buổi sáng hôm đó em thất thần như một cái xác không hồn trước kim quan ba nọ. Nhưng anh bỏ qua tất cả bởi vì anh yêu em. Anh không thể nào sống thiếu em được Cẩm Thanh ơi. Anh phải giả điếc giả đuôi trước sự dối gian lội lúc đức hạnh của em. Mãi cho đến khi chứng kiến sự thật bị ổi này. Tại sao vậy? Mình ơi, tại sao em có thể chà đạp đến danh dự của chồng em mình mà đến đi tư tình với tình nhân trong căn phòng sang trọng này? Mình ơi, tại sao đối xử với anh vậy Cẩm Thanh? Anh yêu ơi, em mà. Mình ơi, thật ra là em đã đi với Linh. Anh nói đi, nói cho nghe. Anh ngồi để nghe em nói là giải thích cho nghe cái chuyện này đi. Nói đi. Là em không biết nói. Mà nói gì bây giờ? Còn nói gì được nữa? Khi tôi chứng kiến một chiếc mặt nạ vừa đánh rơi đến phơi bày đã có bộ mặt lăng loàn trắng nết của em. Cẩm Thanh ơi, giá mà có thể giết chết được em trong lúc này anh cũng giết được. Em, cô quả là một con đĩ mà. Không phải đĩ đâu, cô ấy là người đàn bà đức hạnh nhất trong đời tôi được thấy. Anh muốn mắng chửi đến đập giường tôi cũng được, không được xúc phạm đến Cẩm Thanh. Cô ấy không phải là đĩ mà là người đàn bà đức hạnh cao quý nhất trên đời. Cẩm Thanh ơi, chính tôi đã giết chết hạnh phúc của cô rồi.
khỏe nhưng bất hạnh của hôm nay. Để tôi đi loạn, tôi sống trong loạn cuồng. Những hình ảnh sống động trong tôi vẫn là quyền chân, là dương quý vi, là điên huyền. Để tôi mãi mãi tha hồn mình vào trong quên làng. Thầy, hắn nói cũng hay lắm đấy chứ. Vậy mà cô bảo với tôi là hắn điên. Điên cái chỗ nào đâu mà điên. Có lẽ trước đây anh là một người điên, nhưng đây là giờ phút thích hợp nhất anh tỉnh lại. Anh tỉnh lại, anh biết anh là người chiến thắng. Mãi mãi trái tim cô ấy đã thuộc về anh rồi. Tôi lấy ra nông nổi này. Mãi em đã không buồn về tôi. Cầm Thanh ơi, cứ nghĩ yêu em là sẽ hiểu được em. Sao tâm hồn đào hát lại mang điều dối gian, không không dối gian mà đó là sợ thật. Dũng ơi, anh đã sai lầm khi đang mất Cầm Thanh. Tôi sai lầm. Theo anh đây là một người đàn bà đức hạnh. Để tôi nhìn kỹ cái đức hạnh lan trả để thử cũng... Anh không được xúc phạm đến danh dự người ta nghe chưa? Anh không được xét tôi à? Đó. Bây giờ thì tình nhân của cô ra mặt minh dựng cô rồi đó. Vừa lòng chứ. Nó còn hăm dọa rồi đánh chồng cô nữa nè. Cô thấy chưa? Ông bạn ơi, làm gì vậy ông bạn? Định giở trò anh hùng cứu mỹ nhân đó hả? Có đáng không? Nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ cô đàn bà này đi. Xem nó xứng đáng cho hai thằng đàn ông chúng ta xô xát gì với nhau vì nó hay không? Anh nhìn kỹ đi. Thích lắm hả? Thích thì nhường cho ông bạn. Hỏi tôi một xu tôi cho không đó. Ôi, người đàn bà đức hạnh của các loại đàn ông. Cẩm Thanh, kể từ giây phút này cô đừng bao giờ cho tôi gặp lại cái gương mặt xấu xa ghê tởm của cô nữa. Hết rồi, hết tất cả rồi. Trời ơi, tôi có tội lỗi gì đó mà phải mất tất cả, mất tương lai, mất sự nghiệp, mất luôn cả vợ. Mất hết rồi. Em giết tôi rồi. Em giết tôi rồi Cầm Thanh ơi. Giết tôi rồi Cầm Thanh ơi. Cô Cầm Thanh, bình tĩnh lại. Đừng khóc cô. Cô bình tĩnh lại. Chuyện nó còn có đó. Đừng khóc cô. Khóc hồi nào? Anh khóc, anh giận mà nói vậy chứ. Nỡ thằng nào đang tâm bỏ vợ mà chuyện gì cũng tại tôi hết á. Tôi có lỗi. Đêm đó vậy nè, hắn không hề chạm đến người tôi nguyện sẽ tự sát nếu hắn ra tay cưỡng bức. Vô cùng thâm độc, hắn hứa sẽ cho đoàn tôi tiếp tục hát với điều kiện là tôi phải ở đó hát và đối ẩm qua đêm với hắn. Hắn mới cho đoàn tôi tiếp tục hát. Vậy à? Đêm đó tôi có nghe tiếng la của cô, tôi có chạy vô nhưng bọn lính canh nó không cho tôi vào, nó còn đánh đập tôi nữa. Nó ác độc lắm. Nó... Sao? Nó không có làm gì tôi. Cưỡng bức tôi mà nó xé quần, xé áo tôi, nó đổ rượu lên đầu tôi,
làm gì? Thương tôi nhiều lắm mà đâu chịu cưới tôi. Tại vì cưới tôi á sợ mất khán giả. Bởi vì anh Dũng đòi cưới cái tôi chịu liền hả? Vậy hả? Ờ. Mà anh Dũng đi lấy áo cưới nãy giờ sao lâu quá vậy hả? Cô sao vậy cô Cẩm Thanh? Hả? Cô có sao? Cô tỉnh lại đi cô. Hay là bỏ tôi như mấy cha nói thương kia. Trời, cô đừng làm tôi sợ. Cô Cẩm Thanh à, cô bình tĩnh lại. Cô sao vậy? Chồng tôi á, biết tôi sợ ông Quang Ba mà bắt tôi. Tôi sợ lắm. Thôi đừng có múa nữa. Giờ cô lại đây. Cô đến đây nè. Cô lại đây, đứng đó. Cô ngồi xuống đây. Cô ngồi xuống đây đi. Kệ, tôi muốn nói gì kệ tôi. Cô Cẩm Thanh, một lại này, tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn cô đã đưa tôi trở lại đời thường. Cẩm Thanh ơi, cô đức hạnh quá mà tấm lòng của cô nhân ái quá. Đừng vậy đi cho nội. Làm gì vậy? Tụi trong đoàn á mà nó biết anh lại tôi vậy hả? Là nó luyện đá tôi chết à? Mà nói nghe nè, múa đâu có hay bằng tôi đâu mà múa. Biết ta là ai không? Hả? Ta là con của má ta. Má ta là con của ngoại ta. Ngoại ta đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Cẩm Thanh à, bỏ ơi làm đau. Cô Cẩm Thanh à, con. Cô Cẩm Thanh, cô ơi, cô tỉnh lại. Cô Cẩm Thanh, cô Cẩm Thanh à, ông bầu ơi, tôi chạy lắm, ông bầu ơi. Đừng có tôi mà đừng chạm tới người đó. Cô sợ lắm. Qua em không? Qua em làm ơn cứu được cô Cẩm Thanh. Qua em không? Đi cho má một mình thôi mà. Qua em làm ơn cứu được cô Cẩm Thanh. Bầu ơi, tôi nghe cô lắm. Đừng cô Cẩm Thanh à, bình tĩnh lại. Trời ơi là trời. Quay ông, ở đây ông làm ơn cứu giúp cô Cẩm Thanh. Quay ông làm ơn cứu giúp cô Cẩm Thanh đi. Cứu người ba Cẩm Thanh ơi, Cẩm Thanh tối giờ diễn rồi, em đi đâu vậy Cẩm Thanh? Cẩm Thanh ơi, tối giờ diễn rồi, em đâu Cẩm Thanh ơi? Cẩm Thanh à, em đâu rồi? Cẩm Thanh, anh Hạc ơi, anh Hạc ơi, kia, Cẩm Thanh ơi, em sao vậy nè Cẩm Thanh? Cẩm Thanh ơi, tỉnh lại đi em, Cẩm Thanh à, em tỉnh lại đi, em đừng có như vậy mà. Em không thể nào đi vòng cũng quên được. Em phải nhớ những nhọc nhằn mà anh và em đã từng trải qua đó. Cẩm Thanh ơi, em về đi. Khán giả đang chờ em về diễn đó. Anh em trong đoàn đang chờ em về đó Cẩm Thanh. Cẩm Thanh ơi, em không thể nào như vậy được mà. Cẩm Thanh ơi, chúng mình chỉ còn diễn một đêm diễn cuối cùng này nữa thôi. Ngày mai này, đoàn Tân Thạch Mang sẽ không còn. Cũng như nhà tòa soạn báo của anh Dũng cũng không còn nữa. Nhưng em vẫn mãi mãi là Cẩm Thanh. Em vẫn mãi mãi là Cẩm Thanh mà Cẩm Thanh. Anh Hạc ơi, tại sao lại là cầu đêm cuối cùng? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả anh? Xảy ra chuyện gì vậy anh Hạc? Tên Quang Ba ra lệnh đuổi đoàn tụi tôi ra khỏi Sài Gòn sau đêm nay rồi. Chúng tôi chỉ còn diễn một đêm diễn cuối cùng thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ hát một sức hát hay nhất trong đời của mình luôn. Có phải như Khắc Chung? Đoàn Tân ơi, anh Hạc, cổ không phải là Cẩm Thanh. Cổ Quyền Trân. Đúng rồi, Quyền Trân. Quyền Trân. Gọi nữa, gọi to lên, nữa lớn nữa, nè, gọi lên. Quyền Trân.